Khi mà các bạn mà cảm giác là mình bị âm, bị vong, bị cái phần cõi vô hình quấy phá đó, là vui lòng giữ bản thân của mình bình tĩnh. Bởi vì nếu như mà các bạn mà phát ra cái nguồn năng lượng tiêu cực, hoảng sợ, sợ hãi nhiều thì cái năng lượng xấu nó càng bám víu các bạn nhiều hơn. Ở chỗ nó càng dí theo, nó càng đu bám nó nhiều hơn. Nên là cái việc đầu tiên chúng ta cần là phải bình tĩnh nhé. Tiếp theo nữa là không được hoang mang, tột độ, lo sợ tột độ mà đi tìm thầy trục. Bởi vì vong âm thì nó rất là nhiều cái dạng. Có những dạng mà các bạn không cần phải đi trục vẫn hết. Và có những dạng mà các bạn trục 2-3 lần, thậm chí là 5 lần mà cũng không bao giờ hết. Nó có nhiều cái đó nha. Nên là chúng ta cần phải cẩn trọng đi từng bước một. Vì đụng tới cái phần âm, cái cõi vô hình chúng ta không thấy hình, không thấy tướng, thì nó rất là khó để mà xử lý. Thế nói theo cái trình tự đó là sáng, trưa, chiều, tối các bạn làm gì? Buổi sáng là dậy trước 5 giờ giờ mình và bắt đầu cái buổi thiền thở. Thiền thở thì trên kênh YouTube của mình có cái bài có mấy phút thôi, có 7 phút hay 10 phút gì đó thôi. Đó là thiền thở để mà thu nạp cái năng lượng lên. Thì có nghĩa là các bạn mà bị âm thì các bạn đang bị vướng năng lượng âm. Bây giờ các bạn phải thu nạp năng lượng dương lên để nó cân bằng. Đó là cái việc đầu tiên các bạn cần phải thiền thở. Tiếp theo nữa là tắm nắng. Có thể yoga cũng được, có thể gym cũng được. Nhưng mà phải ở ngoài trời, ngoài trời, ngoài thiên nhiên nhé. Bạn nào mà đang tập gym thì chịu khó đó là tập ở ngoài trời giùm mình, tức là tập ở nhà để làm sao mà mình hít thở được cái không khí của thiên nhiên nhé. Cái tiếp đó là trong cái buổi sáng đó nhé, là mọi người cố gắng là tiếp nắng giùm mình, là cái nắng khung giờ là 7 giờ hơn tới 8 giờ tới 9 giờ là được nhé. Tối đa tới 9 giờ thôi ha, còn sau 9 giờ là không có hấp thụ nhé. Đó là buổi sáng. Rồi trưa thì các bạn uống là uống nước ấm giùm mình. Uống nước ấm và có thể là vắt một chút xíu chanh vào đó, hoặc là thái một lát chanh bé bé thải vào đó, hay là một chút cam thảo, hay là quế vân vân, hoặc gừng một chút xíu thôi để cho nó có vị nhé. Cái tiếp theo là ngủ ở cái tư thế mà nếu như mà mình cảm giác mệt hay là bóng đè hay gì đó thì mình chịu khó là mình đổi cái tư thế đi. Đó, cái đó là buổi trưa. Và cái vấn đề ăn ở buổi trưa đó là sẽ là ăn ấm. Chưa? Ăn là ăn ấm. Đấy. Còn nếu như không ấm được nữa thì chịu khó là đem thêm một chút quế, thêm một chút gừng để mà mình làm ấm cái phần bụng của mình, chứ đừng có để bị lạnh quá nhé. Đấy. Và ngủ là ngủ sớm. Đấy. Tiếp theo là buổi chiều. Buổi chiều là mà các bạn phải ngâm chân thảo dược thì mình. Ngâm chân thì mọi người có thể là dùng lá bưởi. Lá bưởi nha, vò ra rồi đun sôi lên rồi rải cái nước đó để mà xông mặt, sau đó ngâm chân. Đấy. Còn nếu như mà không còn lá bưởi thì mọi người sẽ lấy là hỗn hợp bao gồm là tinh dầu bưởi, tức là vỏ bưởi này, vỏ bưởi này, gừng này, sả nè, gừng sả thì các bạn đập dập ra, được chưa? Vỏ bưởi nguyên một vỏ thảy vào để đun sôi nó lên, sau khi mà nó sôi nó bay mùi hương thơm rồi đó thì các bạn là phải như thế nào bỏ vào giùm đó là mình một muỗng muối hột, bỏ vào một muỗng muối hột, và các bạn cũng đem cái hương đó các bạn đem xâm vào trong phòng. Nếu như không xong ở trong phòng thì các bạn là đem mùng mền chăn gối ra, các bạn hơ trên cái ngọn khói của cái, nhớ là tắt bếp ga trước nha. Là nhấc xuống sau đó là hơ chăn gối mùng mền, phơi một chút cho nó thoáng đi là được nhá. Đấy, rồi sau đó là các bạn là xông mặt luôn và xong rồi để ấm ấm là ngâm chân nhá. Ấm ấm là bắt đầu là mình ngâm chân. Có hôm thì tắm, có hôm ngâm chân, có hôm thì lấy cái nước đó lau nhà nha. Nhưng mà xong là đổ bỏ đi, ngày mai làm tiếp. Cái giá thành của nó không có nhiều đâu, 5-7 nghìn hoặc là 10, cao lắm là 10 nghìn một ngày thôi nha. Đấy. Rồi tiếp theo là buổi, đấy là buổi chiều là mình ngâm chân rồi chưa. Sau đó là tiếp tục tập gym hoặc tập yoga nha. Tập gym hoặc tập yoga để vận động tay chân vào. Và bắt đầu là tới buổi tối. Tối là không ăn thịt cá trứng nhá. Không ăn thịt cá có nghĩa là các bạn sẽ loại trừ ra những cái buổi nhậu nhẹt, những cái buổi mà ăn hải sản, ăn thịt BBQ đồ đấy, được chưa? Chúng ta chỉ kiêng khem trong cái thời gian giải âm mà thôi nhá, chứ còn những cái ngày bình thường thì tùy các bạn vậy. Các bạn thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi, nhưng tốt nhất là nên bớt ăn lại, được chưa? Tuyệt đối là buổi tối trong cái thời gian giải âm các bạn không được đụng thịt cá, nhớ nhá, không được đụng thịt cá. Đặc biệt là không tự tay làm thịt cá vân vân và mây mây ra ngoài thì nhờ người ta làm cho nhé. Cũng không chỉ định được là bắt cái con này làm cho em đi, không được luôn nhé. Thì ăn những cái con mà vừa ngộp, vẫn còn tươi non á, nhưng mà nó vừa ngộp thôi. Đấy, tuyệt đối là tối là ăn chay, ăn lạt, được chưa? Sáng chiều, sáng trưa mọi người có thể là ăn theo cái công ty, làm việc như theo cái công ty thì không bắt buộc được. Tuy nhiên còn buổi chiều thì các bạn là phải ăn chay, phải ăn thanh đạm, được chưa? Cho nó nhẹ nhàng cái năng lượng, cái phần âm của mình đi ha. Và các bạn làm việc đi, cứ làm việc và vẫn uống nước ấm, tắm nước ấm nha. Cứ làm việc đi, xong tầm khoảng tới 9 giờ
9 giờ hoặc là 10 giờ là lúc đó là bắt đầu chúng ta sẽ bật nhạc thiền lên, hoặc là bật những cái bài kinh, bài chú lên, bài chú, đặc biệt là chú Đại Bi hay là chú Dược Sư. Đấy, thì chúng ta chỉ nghe thôi, các bạn chỉ nghe thôi chứ không đọc theo, không nhẩm đọc theo nhé. Bởi vì cái đó thì mình sẽ nói sau, là tại sao không đọc thì mình sẽ nói trong cái video sau. Các bạn chỉ cần nghe, một là nhạc thiền, thì cố gắng là nghe những cái bài nào mà mình cảm giác là khá là thu hút và cảm giác là khoan thai, nhẹ nhàng là được nhé. Đấy, lúc đó thì các bạn bật đi, bật lên, rồi các bạn thiền nằm cũng được, vô tư, không cần phải thiền ngồi. Đấy, cứ đến giờ ngủ ấy, thì là trước giờ ngủ một tiếng đồng hồ là các bạn bật cái bản nhạc thiền lên, các bạn lắng tai nghe, chỉ cần tập trung vào nghe những cái bản đó là được, không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa hết nhé. Ta cố gắng thả lỏng mắt, thả lỏng mũi, thả lỏng tay, thả lỏng chân, thả lỏng hết cơ thể ra và tắm cái âm nhạc đó, được chưa? Tắm cái âm nhạc đó và né xa cái điện thoại, hay là né xa những cái chuyện kinh dị, hay là né xa những cái hình ảnh mà liên quan tới tai nạn chết chóc ra, được chưa? Và trước mắt là chúng ta, cái hành trình của chúng ta đó là 6 ngày liên tục làm y chang như vậy, vừa thanh tẩy, vừa ăn chay buổi tối, vừa tập gym, tập tắm nắng, rồi sử dụng đồ ấm. Tiếp nữa là nghe nhạc, nghe chú, nghe nhạc thiền, nghe chú vào mỗi buổi tối nha. Và nhất định các bạn phải ngủ trước 11:30 để làm sao đó 11:30 chúng ta rơi vào cái trạng thái ngủ. Đây là dành cho những người bị vong âm cái cấp độ 1 nhá, mới chớm. Đấy, thì các bạn cứ theo cái trình tự đi, 6 ngày đầu tiên đi, xong rồi mình sẽ up cái video mà liên quan tới cấp độ 2 và 9 ngày tiếp theo nó sẽ như thế nào nhé. Nhớ là phải làm hết tất cả những cái điều ở trong này. Còn muốn quá trình nó hỗ trợ được nhanh hơn thì mình tiếp xúc với cái nhiều liên quan tới sinh khí, dương khí, năng lượng, ví dụ như là đá năng lượng, đặc biệt là đá năng lượng, ngũ hành, đá ngũ sắc. Và thạch anh tóc nó cực kỳ tốt, mắt hổ cũng tốt nữa, tourmaline cũng tốt đó. Đấy, những cái dòng đá nó cực kỳ tốt trong cái việc là rút cái âm khí và tăng cường cái dương khí cho mọi người lên nhé. Còn bạn nào mà bị nặng giống như là ngủ không được, hay là bị ghẹo, hay bị đè, có những cái nỗi sợ trong giấc mơ nó liên quan tới cái vấn đề khá là kinh dị, thì có thể là liên hệ qua bên nhím để nhím xử lý trong đêm luôn cho mọi người có cái giấc ngủ ngon để sáng mai có sức để bước vào cái hành trình giải âm tự thân vận động nhé.